Chào các bạn, chiều nay đá quý Thiên Nguyên Vũng Quân á, xin giới thiệu các bạn đến các bạn á một cái mẫu nhẫn rất là tinh tế và đẹp mắt dành cho người yêu phong thủy và đang làm việc ở trong văn phòng hoặc là có những công việc liên quan đến bàn giấy. Thì cái mẫu nhẫn này á rất là đơn giản mà hiện đại, chúng ta cùng xem qua nha, để Quân mở lên đó. Thì chúng ta cùng xem kỹ nè, Quân zoom lại nè đó. Các bạn thấy như thế nào ạ? Rất đẹp phải không ạ? Đây là một cái chiếc nhẫn đến biên Peridot. Và ở cái mẫu nhẫn này nè, như Quân đã từng nói đó, tất cả các sản phẩm về đá phong thủy đó, thì Quân sẽ tập trung vào để Quân làm càng tối giản, càng tinh tế. Và Quân tập trung vào cái kích thước của chiếc nhẫn, cái kích thước của viên đá, nói đúng hơn là kích thước của viên đá, để mà lấy ra những con số đẹp, những con số phong thủy với cái thiết kế mà tinh tế tối giản nhất, giúp cho cái người đeo dễ dàng đó, là đeo và vệ sinh đá bất cứ thời điểm nào, bất cứ bằng cái loại dụng cụ nào mà không có gặp khó khăn gì cả. Đây là một cái kiểu nhẫn mà khoe đá mà đẹp nhất ở trong bộ sưu tập của đá quý Thiên Nhiên Nguyễn Quân. Các bạn nhìn sơ qua tổng quan là các bạn cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Rồi quân liếc sơ qua ha, thì đây là một cái chiếc nhẫn chỉ thiết kế đơn giản là khoe đá thôi, rồi có ghi ngày tháng năm sinh của chiếc nhẫn lên nè ha. Rồi chúng ta còn thấy thêm cái dòng chữ này nữa đây, QNC Premium. Thì liên kết của Quân á, thì rất là năng động trong mọi cái thiết kế, và bạn ấy trẻ và rất là tập trung khi mà đưa ra các thiết kế ha. Chiếc nhẫn này á, cái trị giá rất là vừa túi tiền, chỉ trong tầm 1,5 triệu thì quý vị có thể sở hữu được ngay, với tất cả nhiều màu đá khác nhau. Như trong cái thiết kế này là một viên peridot màu xanh lá cây dành cho người mệnh mộc và tương sinh cho người mệnh hỏa. Rồi Quân cũng kết hợp rất là nhiều kiểu khác, ví dụ như là hộp garnet, hộp ruby, hộp sapphire, hoặc là si công, si chin, ematic, topa. Tất cả các màu ngũ hành là Quân có đầy đủ hết đó nha các bạn. Hãy liên hệ Quân ở đầu số 058 767 0767 để được tư vấn trực tiếp và nhận đặt hàng. Quân sẽ là người đến kế bên các bạn, tư vấn trực tiếp, đo đi tay và nhận đặt cọc, giấy tờ đàng hoàng đầy đủ. Xin chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.